Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Future 125-209 nâng cấp giảng đường nhưng đẹp ba mị ở chèn chân trước. Các chiếc Future 125-209 là mẫu xe khi nhắc đến sẽ khiến người xem thích thú ngay về mặt động cơ mạnh mẽ, êm ái. Không chỉ được người tiêu dùng mà còn chiếc mã này được các baker độ lại với những tác phẩm đơn giản đến hàng hổ. Cụ thể hơn, chúng ta cùng xem qua cái chiếc Future 105 đột điểm như đây. Xe tổng thể thấy em ấy không có nhiều thay đổi, vẫn giữ trên cái gam màu sơn sim thì được sự trẻ trung. Tuy nhiên điểm nhấn mạnh là vài chi tiết thay đổi bằng việc cắt lên một vài món đồ chơi kiển quen thuộc, mang được cái sự hiện đại mà còn cải thiện hiệu năng rõ rệt. Hai phía tay lái lắp đèn khoảng trống không cần thiết với cụ dẹp titan là cực đẹp. Góc này ta thấy được người chủ trang bị cái đồng hồ Kosobiba hiển thị thêm chức năng tiện ích như báo giờ, nhiệt độ vân vân. Đi cùng với đó là phát nhân CC nói ra để bắt cái đất chờ sáng anh bổn, xé tan màn đêm di chuyển ở những cung đường tối. Rất cần thiết cho anh em thích đi vượt. Toàn bộ chi tiết đều được cố định bằng lọ ốc rầu ti. Hệ thống phanh được nâng cấp mạnh mẽ với heo Rainbow 2 bit đối xứng logo lớn, được gắn màn chỉnh hoặc là sự hỗ trợ của bát nhôm CC gia công từ máy, cái độ chính xác cực cao. Đi cùng đó là dầu cover. Việc đổ heo Rainbow không chỉ làm kiển mà còn cải thiện hiệu năng thụ, giúp chúng ta xử lý phanh là ổn định hơn. Nếu như cái lốc nồi tạo điểm nhấn với tinh thần nhất titan thì lốc máy là cái ốc mâm lửa titan cái mẫu Sadia là cực kỳ đẹp. Đâu cần thay đổi quá nhiều mới gọi là đẹp, chỉ đơn giản cái khâu cũng đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn rồi. CX nâng cấp đồng hồ đánh cấp từ cái dòng Pidibai cực kỳ gắt đến từ một baker học sinh. Dù mang hình có thiết kế không kém ấn tượng như những người đàn anh như là Jupiter, Easter, nhưng nó lại mang một cái đẹp là khó cưỡng khi được đổ lên. Dẫn chứng điều đó, chúng ta cùng xem qua cái chiếc CX đầu tiên như đây đến từ một học sinh lớp 12 ở phố núi Lâm Đồng. Xem qua tổng thể, con chiến mã khoác trên mình dàn áo mang cái sắc màu trắng đen trong phiên bản mới LC. Đi cùng đó là những món đồ chơi kiển được các anh xem một cách hợp lý, đem lại cái đẹp hướng kiển và sự đẳng cấp mới so với sim, nhưng tăng thêm hiệu quả hoạt động cho xe. Cốc này ta thấy được đồng hồ sim hiển thị cái dạng cờ được thay mới bằng đồng hồ của MX-105 của nhà Honda. Được biết mẫu đồng hồ này hiển thị cái dạng LCD với nhiều chức năng hiện đại, đủ để đáp ứng được cái nhu cầu người tiêu dùng. Gắn màn chỉnh bắt buộc phải chế là phần bộ cổ. Hai phía tay lái là cặp bao tay Domino. Và đây là biển số cực đẹp Q4. Hệ thống cái giảm sóc VNS bình dầu trên điểm im ái hơn rất nhiều. Được biết đây là mẫu phục đồ chơi giá trị tầm trung, mang lại cái chất lượng rất tốt cho việc đáp ứng độ nhún nhảy hợp lý trong địa hình. Chiếc sử dụng cái gấp là cái từ người anh lớn trong hàng Jupiter. Chân chân trở nên mỏng manh hơn, hấp dẫn hơn cho mắt người xem. Với cái bột bánh cầm đi cùng với niềng nhôm Traceboy siêu cứng, việc chơi niềng nhôm giúp trọng lượng chiếc xe giảm đáng kể, giảm tốc nhanh hơn. Tốc máy được tạo điểm nhấn bằng ốc mâm lửa Chitty cam màu cam. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy tiếp nhớ like, subscribe.